Châu Đông Vũ bị tố hạnh hoẹ bạn diễn ở hậu trường Thiên Cổ Quyết Trần. Ở thời điểm công bố cặp đôi chính là Hứa Khải và Châu Đông Vũ, dự án phim Thiên Cổ Quyết Trần đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, khi tạo hình nhân vật được hé lộ, nữ chính Châu Đông Vũ lại trị cư dân mạng chê tả tơi khi cho rằng nhan sắc của ảnh hậu Kim Mã hoàn toàn không phù hợp với vai diễn mỹ nhân thượng cổ sở hữu vẻ đẹp huynh thành. Gạch đá ở khâu tạo hình nhân vật chưa hết, mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1992 lại tiếp tục dính phốt xúc phạm bạn diễn. Châu Đông Vũ tỏ thái độ khó chịu tại hậu trường Thiên Cổ Quyết Trần. Cụ thể, trong một đoạn clip được chia sẻ, trên mạng xã hội mới đây có thể thấy Châu Đông Vũ đã tỏ thái độ khó chịu, trong khi nói chuyện với bạn diễn nữ. Cô nàng liên tục cau mày và trông giống như đang cãi nhau tay đôi, thậm chí là nhún vai biểu lộ trạng thái không hài lòng. Cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra trên phim Trường Thiên Cổ Quyết Trần nhưng có vẻ như Châu Đông Vũ rất bức xúc, sau khi lời qua tiếng lại, cô lặng lẽ ngồi một mình và vẫn giữ vẻ mặt giận dỗi. Loạt hình ảnh cho thấy Châu Đông Vũ dường như đang rất bực mình và có thái độ khó chịu với bạn diễn. Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của đông đảo dân tình với hàng ngàn ý kiến chỉ trích Châu Đông Vũ có thái độ ngôi sao và xúc phạm bạn diễn. Nhiều ý kiến chỉ trích thái độ khó chịu của Châu Đông Vũ. Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng lại cho rằng, đoạn clip chỉ quay trực diện phía Châu Đông Vũ, và cũng chưa rõ nguyên nhân là gì nên không thể chỉ trách một mình cô nàng. Nhiều người hâm mộ tỏ ra bênh vực Châu Đông Vũ, Tạo hình không mấy ấn tượng lại dính phốt thái độ lồi lõm với bạn diễn, nữ chính của Thiên Cổ Quyết Trần Hiện đang khiến khán giả lo lắng về chất lượng bộ phim. Tuy nhiên, một bộ phận người hâm mộ lại tin rằng với tài năng diễn xuất đỉnh cao, Châu Đông Vũ sẽ cùng hứa khải, tạo nên những thước phim tình cảm ấn tượng theo đúng nguyên tắc thượng cổ. Thiên Cổ Quyết Trần đang ghi hình và chưa dự kiến lịch lên sóng. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.